Đây các bạn nha, chạy thỏ Quang Trung hôm nay cân con thỏ cái nha, thỏ chưa có chửa chưa gì đâu nha. Đấy, trọng lượng à, đấy 4,5 cân nha. Đấy, thỏ thì chắc là thỏ cái mà đến tầm này thế là cũng là to rồi, chứ chả loại nào hơn được nữa. Đây là cân thỏ cái nha, chứ không phải thỏ đực đâu. Đấy, nó nhảy xuống rồi đấy. Ơi à, còn đây à, về không rồi, thỏ nhà mình đó được 4,5 cân đấy, thỏ cái nhá, thỏ trưởng thành nhá. Rồi cho nên đó 2 lần nhá, được 4,5 cân, không có bì viết gì nhá, cân đúng con thỏ không để lên rồi, được 4,5 cân. Thế còn mà bây giờ xuống trại nhá, để quay dưới trại nhá. Đây, ui giời ơi, nặng quá. Ây ui, nó đạp vào tay mình. Nash. Chết rồi đấy. Xách được xuống nơi hết hơi, đi vào kia lòng của nó đấy, nó tự xuống giờ đấy. Đây con này thì đang nuôi con rồi, cũng 6-7 cái con, 2, 4, 6 con này, 2, 4, 6 cái con này. Đấy, rất là to chứ không bé, con mẹ cũng xù xù to lắm nhá. Đây là mùa đông nó ngồi nó co lại thôi, chứ mùa hè nó nóng nó nằm dài ra to lắm. Đấy, đây các bạn bảo thỏ cái thì chỉ đến thế chứ đến đâu, 4,5 cân là to rồi. Chứ bây giờ cái mua một các bạn cứ muốn cái loại 6-7 cân, 6-7 cân cũng có, thế nhưng mà đắt là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái con thỏ cái mà 6-7 cân nói thẳng luôn với các bạn, nó chăm con nó vụng lắm, đừng có đùa, nó không biết chăm con, nó chăm con nó dẫm chết nhiều lắm. Đấy, đây con này có to không, quá to luôn, xin thưa với các bạn, nằm xù xù thế này. Còn con này thì các bạn bảo sao, các bạn cứ tìm ở đâu to đến thế này, to đến đâu đấy. Thỏ màu mũi tiêu đây, thỏ cái nhá, cái lồng này của mình 60 nhá, trừ mấy cái máng 10 phân nó ngồi gần kín, coi như là cũng còn 50 phân đấy, to đùng luôn. Các bạn ấy cứ muốn to đến đâu nữa nào, chắc là đến thế thôi chứ cũng chả còn đâu hơn được. Còn đây loại này chắc chỉ 3 cân thôi, 3 cân 8 thôi, 3 cân rưỡi, 3 cân 8 thì đấy. Còn đấy những con này rất là to. Đây đực, đây được bốn, hơn 4 cân, mới phối được 3 tháng hơn 4 cân. Đây, cái đây. Cái này là to rồi, đến đâu nữa. Con này đẻ lứa đầu, hiện tại giờ đang 3 cân 8. Đẻ lứa đầu tiên, đẻ rồi, bây giờ còn 3 cân 8. Đây, đang nuôi con, hiện tại bây giờ cũng còn 4 cân. Đây. Cũng 4 cân. Đây nó lù lù thế này là to rồi các bạn, còn muốn to hơn thì chắc là hơi hơi khó, hơi khó tìm. Thế còn nếu mà muốn to hơn thì nó cũng có thôi, nó đắt, rất là đắt cho các bạn. Đấy, đây mẹ, con mẹ nó ngồi nó nằm xù xù như thế này. Đây nữa à, to đùng luôn chứ không phải bé biết gì. Đây mẹ màu đây to lùng luôn. Đây hay như con trắng này cũng 4,5 cân, còn con này vừa mới đẻ xong, đẻ xong rồi nhá, giờ đang còn trọng lượng còn đang 4,2 cân. Đây dàn trên này để con này lứa đầu, hiện tại giờ 3,8 cân,
Con này chưa đi giống nhá, cũng 3,5 cân, 3,8 cân rồi. Thế nếu mà đi giống rồi thì nó phải lên hơn 4 cân là đúng thôi. Thế xong nay mai nó đẻ xong bắt đầu nó mới lớn lên nữa chứ, nó nặng ra nữa chứ. Đây nào, thỏ hậu bị của mình nhá, chứ không phải là à, gì nhá, hậu bị đấy, nằm chờ đấy. Đây nữa, hậu bị nhá. Đây các bạn bảo to không, đến thế này đây chứ đến đâu nữa. Nào nào, như này là ok rồi, đạt rồi, còn gì nữa đúng không? Đây đây, lứa đầu hiện tại con này đang 4 cân, hay như con này đây cũng đang 4 cân, như con này cũng ok. Đây như bà này vừa phối, hiện tại bây giờ đang 4,5 cân, vừa phối xong hôm xưa. Hay như chị này, nào các bạn bảo sao? Đấy, hai con này thế các bạn bảo có to không? Quá được, cái quá ok của nó rồi chứ đến đâu nữa nào. Thế bây giờ mà các bạn cứ đòi hỏi thỏ phải 6 với 7 cân, nói thật với các bạn thông cảm, 6 7 cân cũng có nhưng nó đắt. Lần thứ nhất, cái thứ hai này, cái con thỏ cái nó to quá, nó vào nó dẫm chết hết con đi, làm gì cái 6 7 cân. Tất nhiên nó to nó đẹp thì nhìn thì nó thích, thế nhưng mà nó tùy thôi. Con thỏ đực mà to quá nó cồng kềnh, nó lên nó không nhảy được đâu, nhảy không tốt lắm đâu, nó không bằng con 4 5 cân đâu, không bằng con 4 cân, con thỏ tơ 4 cân thôi. Con thỏ đực với 7 cân thì chăng nữa nhưng nó cồng kềnh, to quá nó đè con thỏ cái không ngóc được đít lên, thì khi đi giống con thỏ cái phải ngóc được đít lên thì nó mới phối được. Đằng này nó to quá nó đè lên con thỏ cái nằm bẹp dím không đứng nổi thì phối cái gì. Đây đực của mình đây, chưa phối lần nào nhá, cũng 3,8 cân này, thỏ tơ đấy. Hay đây như bà này, tôi phối ngày 13 tháng 10 11. Đây tôi giống 13 tháng 11 nhé. Đấy, hiện tại giờ mát 4 cân, 4 cân. Đây gian hậu bị của tôi như này, con này đây phối 25 tháng 11 đây, phối 25 tháng 11 cũng phải 4 cân chứ ít gì. Các bạn đừng có ấy, tìm thỏ to quá đôi khi cũng dở đấy. Đây nào, đây đực đây đấy, nó nằm nó rét, nó nằm nó co co thế này thôi, nhưng xin thưa với các bạn rằng rất là to nặng chứ không bé tí nào đâu. Đây thỏ màu mũi tiêu đây đấy, đây to lên thế này thôi đúng không? Thế còn nhiều ông cứ bảo phải 6 7 cân, 6 7 cân để làm cái gì? Đây con này tôi to đùng trước á, 4,6 cân. Đấy, nuôi 6 7 cái con đấy, nằm đắp đống này. To đến đâu nữa. Hoặc đây bà này đây, to đùng. Nào. Thế thì các bạn cứ đi tìm thỏ 6 7 cân thì để làm cây rể. Nó vừa phải thôi. Đây, to đẹp không? Nào, ngồi xù xù. Đây, đẹp không? Đực tơ nhá, con này đực tơ, chưa phối. Chưa biết phối là gì. Đấy, nhìn dáng trường không? Đẹp không? Ok không? Thế các bạn cứ phải nọ kia làm cái gì? Đây, đực đây. Ok không nào? Chúng ta con thỏ chỉ đến 4 cân, 4 cân rưỡi, 5 cân là vừa, nó hợp lý. Chứ con thỏ 6 7 cân ai giờ có, đôi khi nó vẫn có những loại bố mẹ F1 nó đầy. Nhưng mà nó to quá thì nó phối nó nặng, nó đè con thỏ cái nó không thể ngóc được đít lên, không phối được. Đấy. Đây nhá, có 3 cái con này này, thỏ bướm của tôi mới tách mẹ được khoảng 20 ngày. Nhưng mà con này tôi tách thì cũng khá khá lâu rồi, hơn tháng, hơn tháng. Tôi chưa cân nên không nắm được trọng lượng nên không dám nói ra nó sai, sai sự thật. Nó khó nói ra, nó không đúng sự thật, nó khó. Khách
khách hàng người ta đánh giá, bởi vì trại của mình có nào mình nói thế, con giống con của nó thực tế. Tôi chỉ thích khách đến trại của tôi bắt thực tế thôi, nhìn thấy con thỏ bắt thích. Đấy như hôm xưa cái đồng chí trong Tam Đảo gần nhà tôi ra nhà tôi bắt, cứ anh đừng bán, để đấy em ra bà, thỏ vẫn còn ở với mẹ, chú ra bắt con nào mẹ nào chọn đấy nhặt, bắt giá chọn nhá, bắt giá tự chọn, cho thò tay vào bắt, bắt thoải mái. Bảo thế thỏ nhà anh nó không bị sợ vía, bảo ôi giời, chú bắt vô tư với anh, không sao, chấp hết các loại vía, chú thích con nào chú bắt, thò tay vào bắt, bắt đâu hết đấy. Mẹ bắt lên bảo thỏ này của anh liệu đã được 5 lạng con chưa, mẹ mang ra cân 7 lạng. Cứ bảo ôi sao nhìn bé mà nặng thế, bảo, đấy thỏ tôi nó thế, 7 lạng đấy thì cân đấy, chú mang về nhà chú cân lên xem, hay là bảo cân tôi cân sai. Mẹ mang về cân nó còn vạch, nó vỏng ngược cân lên, dư 7 lạng luôn. Các ông cứ nọ trai đến nhà tôi xong bắt về ông thích quá, hôm sau lại mấy người nữa thấy thích quá lại ra bắt tiếp. Đấy, nó thực tế, chứ còn các ông cứ nói ở đâu. Còn nói thật, nhiều bạn cứ thích thỏ to quá, to để làm rể, to đôi khi nó có 100 con ở đâu, nó vụng. Đây, ba thỏ đen này, nâu đen đấy, 4 cân đấy, không bé đâu. Ôi, chạy thỏ Quang Trung xin chào tạm biệt các bạn nhé. Chúc các bạn chăn nuôi thành công. Chọn cái con thỏ làm sao nó vừa phải thôi, đừng chọn to quá. Và mong các bạn mới xem được cái video của mình thì đăng ký ủng hộ kênh cho mình. Còn cảm ơn các bạn, tất cả các bạn mà đã đăng ký kênh của mình rồi. Xin chào tạm biệt các bạn.